Ok chưa cần. Chào mừng các bạn đã quay trở lại YouTube của công ty Nhạc Việt, Facebook Bảo Nhạc Việt Vũ. Hôm nay tôi chỉ livestream trên Facebook. Lúc đầu thì định là trên YouTube nhưng mà cuối cùng thôi để Facebook cho nó vui. Rồi, hello tất cả mọi người. Chủ đề của hôm nay chúng ta sẽ là gì? Chủ đề hôm nay chúng ta sẽ là mix cho ban nhạc làm răng, làm răng, làm răng. Tại sao vậy? Bởi vì nếu mà chúng ta mix không đàng hoàng thì nó chúng ta sẽ bị quýnh gãy răng, nên thành ra chúng ta phải dễ đi vô nhà sĩ làm răng lại đó. Không phải đâu, làm răng có nghĩa là làm sao đó các bạn nhá. Ok, thì ở đây tôi không có ban nhạc sẵn nên thành ra tôi đành phải mượn cái DPA 700 để làm một cái ví dụ cho các bạn khi các bạn mix nó như thế nào ha. Thì trong cái PA 700 thì nó có 8 nhạc cụ: trống 1, bộ gõ, bass, một cái đàn keyboard, là keyboard là chẳng hạn là organ hay piano gì đó, rồi guitar hay là dàn với dàn string hay là dàn kèn đó, chẳng hạn như cái điệu rock vừa rồi là guitar, rồi chẳng hạn như với điệu ballad thì keyboard nhiều hơn, rồi chẳng hạn như với cha 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 thì lại có sẽ có dàn kèn chẳng hạn. Đã, ví dụ như cha 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 ở đây, ở cha 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 đâu đây, cha 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 ví dụ. Đó, đó, ví dụ giờ sẽ như vậy vậy nha. Đó, nhưng mà bữa nay không phải là khoe đàn mà bữa nay sẽ nói chuyện về mix làm sao để chúng ta không bị quýnh gãy răng. Đó là chủ đề. Ok, vô thẳng vấn đề. Thì các bạn biết rồi, thì ban nhạc thường thường là nó có tối thiểu là phải có 5 người. Tối thiểu là có phải 5 người hoặc là 4 người cũng tối thiểu. Có ban nhạc 3 người cũng được nha. Ban nhạc 3 người chẳng hạn như là một trống, một bass và một guitar. Thì mấy ban nhạc của Mỹ thì nó mới chơi vậy được, là ban nhạc rock nó chơi vậy được. Chứ thường thường là ban nhạc Việt Nam chúng ta thì phải có một trống, một bass là hai nè, một guitar nè là ba nè, và hai orc đó là 5 người. Có khi các ban nhạc có kèn nữa, có khi ban nhạc có lông nữa đó, lông là violon đó các bạn. Đó, ví dụ giả sử như vậy. Bây giờ mình nói cơ bản đi, 5 người chẳng hạn đây như vậy. Rồi nha, đó là cái rồi có hai vấn đề ở đây.
Vấn đề thứ nhất là các bạn cần mix làm sao cho nó rộng bề ngang. À, rộng bề ngang nghĩa là làm cho cái bản nhạc nó dàn ra nó rộng. À, nghe nó không có bị thằng này đè lên ông kia. Và thứ hai là làm cho nó sâu, nó có chiều sâu. Nó có chiều sâu có nghĩa rằng là ban nhạc phải đứng đằng sau, à, background, ca sĩ lên đằng trước. À, đó, ví dụ chẳng hạn như bạn nào biết chụp hình chẳng hạn, thì các bạn sẽ biết rồi. Nếu chúng ta muốn chụp chân dung thì các bạn sẽ phải dùng một cái ống gọi là cái ống portrait, hay là chúng ta thường gọi nó là ống xóa phông mù mịt. À, cái nhân vật chính ngồi đằng trước, à, đằng sau nó tùm lum tà la. Đó, mình phải chỉnh cái xóa phông là cái F đó các bạn. Đó, cho đằng sau nó mờ mờ đi. Đó, thì nó là ví dụ, là ví dụ như vậy thì để cho nó nổi cái chủ thể lên, đó là cô gái của chúng ta. Hoặc là các bạn có thể chụp một cái tấm hình ảnh nào đó, à, một cái chủ đề nào đó, chẳng hạn là cây đàn nằm giữa một rừng các chàng trai, à, thì cây đàn nó phải nổi cái chủ thể nó lên, và các chàng trai là bu xung quanh, nhưng mà phải thấy được các chàng trai nha. Còn các chàng trai mà không thấy được thì nó thì cũng là vấn đề, đúng chưa? Kiểu giống như vậy. Hay là tôi cho các bạn một cái ví dụ khác. À, chẳng hạn như trong một đội banh chúng ta có 11 cầu thủ đúng không? Gồm các thủ môn, hậu vệ, tiền vệ, trung vệ và tiền đạo. Đó, thì tất cả các cầu thủ trong cái đội banh đó phải phối hợp nhuần nhuyễn với nhau để cuối cùng đội banh để chiến thắng. Chứ không có là ông hậu vệ mà nhảy lên mà cố gắng đá vô trong goal luôn. À, giống như ông tiền đạo, bởi vì nghe nói rằng ông tiền đạo cứ mỗi lần ông đá vô gôn cái là báo chí tung hô, chả ai tung hô hậu vệ cả, chả ai tung vô tiền vệ cả, ông nào cũng muốn đá vô gôn. Thế là để lủng nguyên cái hàng hậu vệ, coi như là vô gôn ta thì hai trái, mà vô gôn mình thì đến 10 trái thì mình cũng thua. Ví dụ, giả sử tôi ví dụ như vậy. À, thì khi chúng ta mix một ban nhạc nó cũng sẽ như vậy. Có nghĩa rằng là cái ban nhạc của chúng ta, cái mục đích là gì? Mục đích là để đệm cho ca sĩ. À, nói thẳng ra là như vậy. Cho bạn có giỏi cỡ nào đi chăng nữa, bạn muốn đánh thể hiện cỡ nào đi chăng nữa, nhưng nếu có ca sĩ thì mục đích của bạn đối tối thượng là đệm cho ca sĩ, là ca sĩ phải là chủ thể nổi nhất, chứ không phải là ban nhạc nổi. Tôi đã từng chơi với nhiều ban nhạc và nói thẳng ra ai cũng muốn nổi hết trơn. À, ai cũng muốn nổi. Lúc mà ca sĩ hát chẳng hạn, cái có người hỏi, ủa sao tôi đánh không nghe? Lúc mà ca sĩ hát không nghe tiếng đàn của tôi. Bà ơi, bà nội ơi, bây giờ nói thiệt ra, nếu mà ca sĩ hát thì tôi đẹp làm sao để cho ca sĩ hát nó hay, đúng không? Còn nếu mà mình lòi lên cái tiếng đàn của mình thì ca sĩ nghe rất là khó, đúng không? À, hoặc là mình chỉ đánh đến cái câu lót thôi, làm sao để cho ca sĩ nổi lên. Đó, vậy chủ đề chúng ta vậy. Ok, rồi, vậy là các bạn đã hiểu cái khái niệm là mix cho ban nhạc, là mục đích, tôi nói lại, là để làm nổi ca sĩ. Hoặc là nếu các bạn chơi hòa tấu, các bạn solo, thì ống guitar, ống solo thì ông để lớn lên, những người khác là phải tự động nhỏ xuống. À, chứ không có là nó sẽ thành một cái chợ. Và đây tôi sẽ ví dụ cho bạn hai cái style mà mix khác nhau nha. Bây giờ cái style đầu tiên, à, các bạn nghe xong rồi các bạn cho nhận xét, đây là cái style cũng là full rock luôn nha. Rồi, cái style thứ hai nha. Rồi,
headphone vô sẽ thấy được cái sự khác biệt rất lớn của hai cái style này. À, làm lại một lần nữa để cho các bạn thấy nha. Rồi. Các bạn thấy điều gì xảy ra ở đây? À, các bạn thấy điều gì xảy ra ở đây? À, và điều thứ nhất là các bạn thấy là cái người này người ta mix chống bass, tất cả mọi thứ nó có sự hài hòa. Đó, to nhỏ. Còn cái ông này thì sao? Ông guitar quấn rất lớn. Tao là bố nội đây, guitar. Tao là bố nội đây. Tao quấn lớn nhất kệ xác tao. Tao là bố nội ở đây. À, còn thấy không? Đó là hai điều khác biệt. Rồi bây giờ chúng ta nhảy vô, chúng ta xem cái phần mixer của hai cái. Cái này, cái ông đầu tiên nè, mix nè, guitar là 60 nè, 70 nè, 54, 54. Chống là 87, 100 nè. Rồi guitar bass là 110 nè. Trong khi cái ông kia, ông mix sao? 127 và 127. Ông nào cũng lớn giống như nhau. Nhưng mà hai ông rõ ràng nghe guitar cái là lớn banh xác luôn, banh nóc nhà luôn. Thì nếu bạn nào nghe headphone được, bạn sẽ thấy nghe được cái điều đó. À, đó, thế. À, vậy điều quan trọng nhất đó là gì? Volume lớn nhỏ. À, rồi điều quan trọng thứ hai nghĩa là lọt volume lớn nhỏ thì sẽ nó rất là quan trọng các bạn. À, à, hoặc nhiều tất cả mọi người đều không chú ý đến cái nút volume. À, cái volume lớn nhỏ rất là quan trọng. Nó sẽ làm cho cái bản nhạc nó có tầng, có lớp. À, có lớp lang Hà Nội. À, rồi. Bây giờ chẳng hạn như các bạn thấy một cái cảnh mà nó đẹp. Ê, bây giờ các bạn cảnh đẹp nghe các bạn sẽ thấy, các bạn không có mừng tượng. Bây giờ các bạn thấy một cái cô gái vòng 1, 60, vòng 2, 60 và vòng 3 cũng là 60. Chuyện gì xảy ra? Hay vòng 1, 90, vòng 2, 90 và vòng 3 cũng là 90. Thì các bạn sẽ thấy đây là một cái thùng phi. Cái trường hợp đầu tiên là một cây tre. Cái trường hợp thứ hai là một cái thùng phi. Đúng không? Nhưng mà nếu các bạn sẽ có một cái cô gái vòng 1, 90, vòng 2, 60 và vòng 3, 90. Ngực tấn công, mông phòng thủ. 90, 60 và 90. Thấy là cái là hấp dẫn liền. Đó, thì volume nó giống vậy đó các bạn. To, nhỏ, rồi to. Đó là cái sự hài hòa. Tôi biết các bạn sẽ hỏi câu hỏi ngay kế tiếp liền. Vậy thì làm sao tôi biết cái nào to và cái nào là phải nhỏ? À, ông bảo ông nói rồi, ok, vậy có to, có nhỏ, rồi có to. Nhưng mà bây giờ cái nào to và cái nào nhỏ, tôi đâu có biết. Bây giờ chẳng hạn như bây giờ các bạn thì nghĩ thử xem. Bây giờ mình cứ coi như là mình không biết gì đi. Coi như mình không biết gì, mình rất là amateur trong chuyện này đi ha. Bây giờ cái điệu cha cha mình cho trống nó nhỏ đi chẳng hạn. À, các bạn thấy chuyện gì xảy ra? Thấy trống cái nhỏ đi, bạn thấy gì chuyện gì xảy ra? Ông piano đánh nó lớn. Tăng 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 tăng. Trống nghe. Cái tự nhiên có mọi người nhảy, ủa sao thấy nó, ủa cũng sao thấy nó thiếu thiếu gì? Đúng không? Nhưng mà giờ trống lớn là trống là đúng cái bình thường của nó nè. À, cái kịch nó người ta mới cảm thấy hấp dẫn, người ta mới nhảy chứ, đúng không? À, rồi chẳng hạn như bây giờ bass,
À, bây giờ bass cho bây giờ thấy nghe bass kia, ông bass ông là trưởng ban nhạc, ông phát lương cho tất cả nhá, ông đã phát lương cho tất cả nên thành ra bây giờ ông là phải to nhất, tất cả mọi người là nhỏ, à, ông bass là phải to nhất nha. Bên cát nhỏ, bạn thấy sao? Ca sĩ hát, cái dây. Rồi rồi bây giờ ông bass ông ok thôi bây giờ ông bass ông nói thôi bây giờ mà tao phát lương tụi bay nhưng mà giờ ấy bây giờ thằng keyboard tao trả lương cho mày nhiều nhất, mày phải đánh quýnh lớn nhất. Rồi ok, quýnh lớn nhất keyboard, thằng piano quýnh lớn nhất, có bass có bass nha, ca sĩ hát sức kỳ ta. Hay là bây giờ hồi ông piano đó nói bây giờ cái ông kèn là cái ông mà mới ông mua mới mua kèn à, ông nói bây giờ tao phải khoe cái kèn của tao mua là 500 ngàn à, kèn đám ma 500 ngàn à. À. Là sao? Vậy đó các bạn thấy rồi, được không? Tôi cho các bạn cái ví dụ, các bạn thấy rằng rõ ràng là cái kiểu gì thì kiểu không thể nào có một cái ông nào đó quá lớn được. À, à ok. Nói vậy là bây giờ các bạn thấy mường mường rồi rồi. Giờ tôi tóm lại một tí. Vậy thì trong một cái ban nhạc đó nó sẽ thường thường nó sẽ chia ra làm ba phần. Phần thứ nhất là cái phần riff. Phần riff có nghĩa là nó giữ cái nhịp điệu cho mình. Vậy cái ông nào là giữ cái nhịp điệu? Thứ nhất là ông trống và thứ hai là ông bass. Hai ông đó là giữ nhịp điệu. À, và cái bass là cái nền ở dưới. Cái nền ở dưới, còn cái trống là phải giữ nhịp điệu. Mà cái giữ nhịp điệu thì rõ ràng các bạn thấy là không thể nào mà nó cũng gọi là nó nhỏ được. À, nhưng mà nó không thể nào nó lớn banh xác được, nó lớn nó có mỗi mình nó thôi thì mẹ cái chuyện nó có ban nhạc nó nghe cũng dở. Nhưng mà rõ ràng là nó nhỏ thì rõ ràng là người không có ai nghe được, đúng chưa? Vậy thì bây giờ ông trống nó phải đúng cái của nó, từ cái của trống là đầu tiên là các bạn canh cái mức trống nó vừa phải, đúng cái đó mới cái đó. Rồi kế đến cái bass. À, cái bass là đi kèm với lại cái chân kick của cái trống. Có người nói là cái bass và cái chân kick là to nhỏ phải bằng nhau. Không, nó tùy theo loại nhạc các bạn. Tùy theo loại nhạc, đừng có nói như vậy, nó không đúng đâu. Ví dụ các bạn đánh nhạc ballad, cái kick nó không thể nào kịch, kịch, kịch. Nói đến đây, tôi nhớ lại một cái câu chuyện 26 năm về trước. Lúc đó là tôi là một cái thằng 22 tuổi đi làm một cái chương trình Bolero. À, Bolero. Thì tôi rất tự hào với cái dàn loa lúc đó, ráp cho một cái nhà hát nghe rất là phê. Lên quýnh rock này kia, pop này kia, ban nhạc trời ơi xuýt xoa, đúng mẹ hay quá bảo ơi, hay quá, rủ tôi đi nhậu. Đúng mày, tao chưa thấy thằng nào cắt âm thanh hay như mày. Mình sao sướng quá. Trời ơi, các anh, các chú, có các chú nữa, năm mươi mấy tuổi, khen. Đúng, nguyên cần tao chưa bao giờ hay cái này mày. Này là có xạo. Cái mình tự hào lắm nha. Cái ngày hôm sau, cái mình canh một cái bài Bolero. À, nhạc quê hương, nhạc trữ tình. À, đại loại đó giống như cái bài, lúc đó là giống như cái bài, hình như là cái bài rồi. À, cô gái gốc dừa gì gì đó, nếu không đặt là một cái bài bolero ở miền Tây, à, bài bài dân ca mình ca, cứ đều tôi để cái tiếng kích kích rất tắt tục tắt kích 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 rất cái kích 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 kích, thế là ông nhạc sĩ à phó giám đốc sở văn hóa ra ông vỗ vai bảo mày làm như vậy thì chết cái nhạc của chú. Đấy. Sao chú? Chú nói vậy là sao?
đúng mẹ bolero mà mày cho cái kịch 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 giống như đạp cái mặt người ta, nó ai mà nghe được, nhỏ xuống. Dạ, để cháu kéo nó nhỏ xuống nhá, kéo nó rồi bass cho nó mềm lại, mềm lại đó, ok vậy được. Đâu mẹ hôm nay mày làm giống như là mày giết ta. Ông vui tính lắm, trời, phó giám đốc nhưng mà vui vui tính lắm. Từ đó mình mới thấy rằng là không phải lúc nào cái kích cũng phải là kích 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 để khoe cái loa của mình nó là dữ dằn, phải nhạc bolero là phải mềm mại, phải êm dịu. Cải lương mà dài tiếng kích mà kịch 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 như vậy nữa là coi như là xong phim luôn. Nên thành ra, nhưng chung cái quy tắc chung á là cái tiếng bass á là nó phải cộng với quyện với cái tiếng kích và nó mềm mại. Đó là thứ hai, là nhạc cụ thứ hai rồi ha. Có cái trống ở kích. Về chẳng hạn như bây giờ tôi ví dụ đây đi ha. Mình lấy ví dụ chẳng hạn như đây, bây giờ mình lấy cái rumba đi. Nghe có vẻ rất là phê à, đúng chưa? Nghe tiếng trống như vậy được chưa? Đó, rồi bây giờ bắt đầu bass lên các bạn mà muốn nghe các bạn là đấy là các bạn phải có cái headphone mới được. Đưa lên quá nè. Nó át cái tiếng trống rồi. Vừa phải thôi. Vừa phải thôi. Và chọn cái tiếng bass nó mềm chút. Ví dụ chẳng hạn như tiếng dark bass. Mềm chút. Kích và bass nó quyện với nhau. Không có thằng nào lấn thằng nào, nhưng mà cái bass đây các bạn thấy nó sẽ là nền của cái bản nhạc. Rất là quan trọng. Nghe thấy nhưng không có được nhiều. Có nghe thấy, có cảm thấy nhưng mà nó không có được ù, nó không có được nhiều. Nó phải rõ đó. Rồi bây giờ mình đưa cái tiếng piano đi lên. Đưa chẳng hạn nó lớn quá. Lớn quá đúng không? Nó đẹp đó má. Đẹp thôi. Tôi nhẹ 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 nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ thôi. Ví dụ dần hành cho tôi đưa đưa 50 nè. Rồi bây giờ guitar nè, guitar lên nè. Đó, mình có nghe thấy được rồi. Chứ mình lớn quá nè. Biết rồi, tôi biết anh đánh nó hay rồi, tí nữa anh solo rồi anh ấy đưa lên lớn lên rồi bây giờ đệm nè, cỡ thôi. Có lăn tăn được rồi. Rồi đến pép nè, nền nè. Trời ơi, ông pép ông nền mà ông làm gì giống gì ấy vậy? Nhỏ thôi, nhỏ xuống đó. Có cái nền được rồi, để cho ban nhạc nó đó. Nền đó rồi. Cái đến đây là piano nè. Piano gõ lăng 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 à. Thì lâu lâu tỉa tỉa thì cỡ chừng khoảng 50-60 được rồi. Ví dụ chẳng hạn đó. Rồi pop kit. Rồi chẳng hạn như bây giờ mình đánh vô thử coi mình thấy nó có phù hợp chưa? Ví dụ chẳng hạn như là ví dụ mình thấy cái bass hơi nhỏ chẳng hạn, mình tăng nó lên chút đó cho nó vừa. Ví dụ giả sử như vậy đó, đó là cái quy tắc như vậy. Đầu tiên với trống bass theo đó như vậy, và những cái nhạc cụ nó theo nó như vậy, chứ đừng mà chơi banh xác lên 127 127 127 hết là banh xác. Điều quan trọng nhất là volume nha các bạn nha.
Cái điều thứ hai là gì? Điều thứ hai rất quan trọng đó là trái và phải. Pan, trái và phải. À, bây giờ có rất là nhiều bạn không có biết pan trái và phải. Giống như cái bài mùa đông của anh là lúc trước là không có pan trái và phải. À, để tất cả mọi thứ nó ngay giữa. Bây giờ tôi ví dụ nó đang ngay giữa hết nè. À, các bạn sẽ thấy là nó sẽ khác nha. À, bây giờ đang ngay giữa chưa? Được chưa? À. Không, nếu bạn thấy nếu các bạn nào nghe hát phô thì tất cả nó mọi thứ nó nằm ngay giữa, nó không hay. Nên thành ra mình tại sao mình không pan nó sang, đẩy nó sang bên phải và bên trái. À, những cái nào nằm chính giữa, cái tiếng ca là phải luôn luôn nằm chính giữa các bạn. À, tiếng ca phải luôn luôn nằm chính giữa. Cái kick phải nằm chính giữa, cái bass phải nằm chính giữa. Ba cái đó kiểu gì cũng phải nằm chính giữa. À, chứ bass mà các bạn cho coi là trái thôi, không lo phải mà không kêu là coi như là cũng hỏng bét. Kick cũng vậy. À, kick bên lo phải, bass bên lo trái là tí nữa là ông bass ông sẽ đánh rung cái hàm răng bên phải của bạn, và ông trống ông sẽ đánh rung cái hàm răng bên trái của bạn. À, rồi cái ông bầu sô sẽ đánh rung luôn cái hàm răng giữa của các bạn, là coi như là bạn làm là toàn bộ hàm răng. Bass và tiếng ca ở ngay chính giữa center. À, center. Đó, cái bộ trống là bởi vì nó đã mix sẵn rồi. Tiếng nói tôi sẽ quay trở lại bộ trống về cái mix, về cái mix về cái bộ trống, cái nào bên trái bên phải. Rồi cái đến tùy theo cái nhạc cụ mà trái hoặc phải. À, ví dụ nếu như cái nhạc cụ đó là keyboard. À, keyboard. Tôi biết là có nhiều bạn hay cắm keyboard có một kình. Cái này điều này là điều tôi rất là buồn. Buồn lắm mà không biết nói ai. Chỉ mà hát thôi buồn làm chị em ơi. Nó có một dây cắm một đường thôi mà. Mua cái đàn qua mắt mà chỉ có một dây cắm thế thôi. À, nên thành ra những cái tiếng mà mình làm ra rất là lung linh, đẹp xinh. Chẳng hạn giống như là tiếng piano điện như thế này. À, ví dụ chẳng hạn như là như vậy. À, nó trái phải, hay là chẳng hạn như tiếng grand piano. Nó có tiếng trái, tiếng phải này kia, nó phân định ở trong đó hết rồi. Hay là tiếng cái tremolo chẳng hạn. Nó chạy qua chạy lại như vậy. Đó, chạy qua chạy lại như vậy, như vậy. Mà ông cho có một sợi dây à, thì tất cả những cái tiếng này coi như là vứt hết. Tất cả những hiệu ứng trong này là vứt hết. Nên thành ra nếu có ông keyboard thì làm ơn cho ông 2 giây đi thì nó mới hay được. Tiếng piano nó chạy từ trái sang phải. Những cái tiếng piano, tất cả những cái âm sắc ở trong này tôi design, tôi thiết kế ra đều là stereo hết. Chẳng hạn các bạn thấy không? Đó, nó chạy qua chạy lại như vậy. Mà mono thì coi như là hỏng bét. Rồi quay trở lại vấn đề. Vậy thì cái keyboard thì làm ơn để cho nó ở ngay giữa. Tại sao vậy?
Bởi vì tất cả các tiếng nó đều đã được đi thiết kế là chạy sang sang trái và chạy sang phải rồi. Nhưng mà những cái nhạc cụ khác, chẳng hạn như là tiếng tiếng guitar đi chẳng hạn, tiếng guitar thì hầu hết là mono. Nhưng mà có người để đánh cục stereo chẳng hạn. À, thì nếu mà stereo thì mình có thể mình để stereo thì mình có thể để ngay giữa. Nhưng mà nếu mà giả sử như cái người đó mà họ chỉ là đệm thôi mà họ ấy này, thì chúng ta hãy đưa nó sang bên trái hoặc bên phải. Cái nguyên tắc là bên trái hoặc là bên phải. Ví dụ chẳng hạn như cái guitar thì chúng ta đưa sang bên trái chẳng hạn, thì các bạn đưa cái phần piano điện chẳng hạn. À, rồi có thể ở trong này thì nó là cái sút piano này thì nó là tiếng mono chứ không phải là, chứ không phải nó chạy qua chạy lại, thì các bạn có thể để nó sang bên phải, thì hai thằng này là hai thằng đệm hết, hai thằng đệm được một thằng bên trái một thằng bên phải thì nó sẽ cân bằng. À, bên trái bên phải, bên bên phải là chàng piano điện đẹp trai hào hoa phong nhã, bên trái là anh guitar không đẹp trai hào hoa, không cũng không phong nhã, nhưng được cái có tiền. À, nên cô ca sĩ nằm ở ngay giữa, lúc nào cần tiền thì sang bên anh guitar, mà lúc nào cần hào hoa thì sang anh piano, ví dụ giả sử như vậy. À, rồi dàn string chẳng hạn, thì dàn string nó là pad, là nền đúng không, thì nếu nó không phải là nền nữa mà nó là cái câu chạy, thì ví dụ như giả sử như vậy các bạn có thể để bên phải chẳng hạn, thì cái dàn pad bên này thì có thể để sang bên trái lật một chút để cho nó có sự cân bằng giữa hai cái. Mình khi mình lật nó qua hai cái như vậy thì luôn luôn ca sĩ sẽ nằm ở ngay chính giữa và họ sẽ nổi bật lên, mình tôn cái chủ thể lên, đó là ca sĩ luôn luôn, hay là tiếng ca hoặc là tiếng pia, cái tiếng solo nó là giai điệu nó nằm ngay giữa thì luôn luôn tôn lên, nổi bật lên. Đó, rồi cái này chẳng hạn, đây là tiếng kèn cornet đi chẳng hạn, thì bên cái violon đó là sang bên phải, thì cái cornet này mình sang sang bên tay trái. Thì bây giờ mình nghe lại nhé. À, đó, à, piano điện sang bên phải nè, guitar bên tay trái nè, nha, thấy chưa? Nó phê chưa? Nó khác hẳn liền đúng không? À, nó khác cái này khác liền nha. Bạn thấy không? Đó. Thì hôm nay tôi chỉ nói ở cái phần mà to nhỏ và pan trái phải thôi. Là các bạn sẽ thấy là to nhỏ à. Đó. Và pan trái phải làm cho nó rộng ra. Đúng không? Nhưng mà lúc đầu cái video livestream tôi nói là phải có thêm cái chiều sâu nữa đúng không? Đó. Phải chiều sâu nữa. Đó. Thì hẹn với các bạn ngày mai tôi sẽ nói cái phần chiều sâu làm như thế nào. Hôm nay nói nữa các bạn sẽ không có nghe đâu. Nghe bằng đó là đủ rồi. À, hôm nay thì nói to nhỏ và pan qua trái phải. Rồi. Bây giờ nói đến cái bộ trống. Thì cái bộ trống thì rất là đơn giản, cái kick thì để ngay giữa. Ha, hai cái micro ở phía trên thì các bạn cứ bẻ một cái bên sang phải hết tối đa, một cái sang trái hết tối đa nếu bạn có hai cái micro ở trên. Đó. Rồi, ba cái tom à, hoặc là bốn cái tom thì các bạn cứ bẻ à, tom 1 thì sang trái cỡ chừng khoảng 9 giờ. Tom bass thì sang phải cỡ chừng khoảng 3 giờ hoặc ngược lại. Tom phải sang như vậy. Đó, cứ như vậy. Nhưng mà ví dụ như sợ thì cái bộ trống chẳng hạn người ta xếp như vậy. Tom 1, tom 2, tom 3, tom 4. À, thì các bạn sẽ cho cái tom 1 thì nó sẽ là loa bên này. Chứ tom 1 mà loa bên này và tom 4 là nó bên này, nó lại xài bên này của bên này thì có vẻ giống cũng được. Nhưng mà nó có vẻ giống như nó hơi đánh ngược. Tum à, bây giờ chẳng hạn như tum 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 chẳng hạn như tự nhiên cái
Túm thì người ta nhìn thấy là túm bên này nhưng mà cái loa bên này nó kêu thì nó nghe nó ngày kỳ kỳ à, nhưng mà không sao, mình thích là mình chơi đó, nó cái dàn nhạc của mình mà à, túm tùm 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 thì là bà bẻ cái tôm nó như vậy đó, chứ đừng có để ngay giữa hết, nó dở lắm, nó không có chạy túm tùm tùm tùm. Chẳng hạn như giống như chẳng hạn như bây giờ đây bộ trống đây chẳng hạn, đây, các bạn sẽ thấy cái bộ trống ở đây chẳng hạn, đây bộ trống à, ví dụ quá nhiều effect. Tại sao có nhiều effect như thế? Đây. Vẫn quá nhiều nhiều effect ta. Để à, mình quên mất là mình đang để cái effect của cái phần này, tôi xin lỗi đây. Đó. Đó có lại không? Đó. Đó, tiếng tôm nó sẽ được xếp qua xếp lại. Tiếng snare các bạn có thể để nó lệch sang một tí, đừng để ngay giữa. Lệch nó sang một tí thôi. Một tí thôi. Một tí thôi là được rồi. Chẳng hạn như 11 giờ hoặc là 11 giờ cũng hơi nhiều, 11 giờ rưỡi, 11 giờ rưỡi. Cái góc cái cỡ như vậy nè, nó thẳng lên như vậy quá thì người ta kêu là phi lý, là cái hơi nghiêng nghiêng như vậy nè, đó kiểu như giống như vậy á. À, nghĩa là ok. Cảnh như vậy thì siêu quá. À, cỡ như vậy nè, đó, như vậy là ok nhất. Đó, kiểu giống như vậy. Đó là cái snare. À, còn hai cái trên thì tôi đã nói rồi, bẻ cực trái, cực phải và hai hết cũng vậy. Mình để nó sang một bên cỡ chẳng hạn 9 giờ hoặc 3 giờ, nhưng mà chẳng hạn như bên này à, thì để nó loa bên này đó thì đánh như vậy đó, thì nó sẽ làm cho cái ca sĩ ở giữa nó luôn luôn là nổi lên và hay nhất nha, như vậy thôi. Rồi hẹn các bạn ngày mai tôi sẽ nói về cái phần trộn effect và làm sao để cho cái dàn nhạc nó sung. À, nó nổi lên, nó bật lên nhưng mà không lớn. Đó, cái điều đó mới là quan trọng. Nghe rất là sung nhưng mà không có cảm thấy là điếc tai. Điều đó rất là quan trọng. Có nhiều người chỉnh âm thanh điếc tai rất to nhưng mà không đi sung. Không sung. Có nhiều người chẳng hạn như tôi chẳng hạn, tôi chỉnh âm thanh nhỏ thôi vừa phải thôi nhưng mà có lực ít ít kịch 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 nghe nó cảm thấy nó hấp dẫn, nó sôi động nhưng mà không có cảm thấy là. Có nhiều người á, nghe tôi chỉnh âm thanh á, ủa sao ông chỉnh không có lớn ta, chỉnh không lớn, cho tôi đưa đồng hồ SPL rồi, trời ơi 105 dB rồi, sao mà sao nghe cái cảm giác rất là thoải mái, rất là dễ chịu, nói hai người nói chuyện với nhau rất là dễ chịu, không có phải hét vô tai nhau đâu mà sao chỉnh lớn như vậy, kiểu giống như vậy. Mình không cần phải hét ra vô tai nhau như vậy, nói chuyện rất bình thường nhưng cảm thấy có lực à, rất là hay à, như vậy. Ok, rồi coi các bạn có câu hỏi gì không? Rồi. Chào các bạn. Hello, hello, hello. Tuyệt vời ha. Ok, cảm ơn các bạn. Trời ơi, lâu quá không gặp em ha, Kubi. Richard Vũ. À, rồi. Anh khuyến mãi cho em tai nghe Mixer QC 16. QC đâu có tai nghe đâu em ơi. Rất hay. Xem cọt hay Yamaha vậy anh? Đây là cọt em PA700 à, em muốn làm phòng thu nhỏ nên dùng mixer hay sao cạc anh à, tùy theo từng trường hợp em. Mixer hay sao cạc tùy theo, ví dụ như em hát là chính này kia thì em dùng mixer thu, còn chẳng hạn như em thu nhiều thứ và em mix sau đó thì em dùng sao cạc. Anh chỉ cách chỉnh EQ cho guitar thùng ni lông và dây sắt trên DL16S đi anh. Ồ, anh Dũng ơi, cái này rất là khó bởi vì nó sẽ tùy thuộc vào cái guitar của anh như thế nào, tùy thuộc vào cái người đánh như thế nào. Đó, chứ bây giờ nói bây giờ guitar cái cây này nó như thế này, cây kia nó như thế kia. Là nói cho anh một cái thông số thì rất là khó. Bây giờ anh Dũng chỉ có việc là nghe tất cả các cái tiếng guitar của các cao thủ đó. Rồi anh chỉnh EQ làm sao cho nó nghe nó hay là ok. Bây giờ nói nó như thế nào thì rất là khó anh. Mỗi cây nó một khác nhau, không thể nào nói được.
Biết ngay à, cô gái thùng phì à, rồi chào đại ca. Hello Long, PA700 à, xin chào anh Bảo Nhật Việt. Ok, volume pan and left right kick bass vocal center piano ren hưởng ứng awesome ballad, đúng rồi. Ngon à. Stereo effect chạy surround để left right cho các nhạc cụ hòa quyện trái phải, cơ la cho phần đẹp. Đúng rồi, Richard Vũ. Trời ơi, tả tim dữ vậy, Trinh Phạm, Phạm Trinh. À, có em vẫn nuốt được thêm ngày kiến thức mà khi deep missing. Deeper missing, ngày mai anh sẽ nói về cái phần mà làm sao để đưa cái dàn nhạc nó ra đằng sau. À, cái nào ra đằng trước, cái nào ra đằng sau. Cái đó là cái nghệ thuật để dùng effect và compressor. Thì ra đằng EQ, compressor và effect, nó sẽ làm cho dàn nhạc nó chìm hay nổi. Còn bữa nay là mình làm cho nó rộng. À, bữa nay cho nó rộng. Còn ngày mai mình sẽ làm cho dàn nhạc nó sâu. À, thì sâu nó làm như thế nào? Chú, đường ốc của Dan là 1608 mono hay là stereo? Đường ốc của nó là ba lăng, chứ không phải là mono hay stereo nha cha, âm thanh Trường Thịnh. Của nó là ba lăng, nó nghĩa là cái đầu jack là đầu jack. Là jack stereo, cái nghĩa là cháu dùng jack stereo nó mà hàn ba lăng đó nha. Nó ba lăng hay ân ba lăng gì cũng được, nhưng mà nó cho cả hai. À, cả hai ba lăng và ân ba lăng, nhưng mà cháu nên dùng ba lăng ha. Rồi, như vậy thôi ha. Rồi, hẹn các bạn ngày mai lúc 9 giờ tôi sẽ nói về phần EQ và effect cho style. Rồi, chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn một ngày tuyệt vời.